Trong bối cảnh toàn cầu đang trải qua cuộc cách mạng chuyển đổi số, vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng đã ký quyết định số 749, QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với quan điểm nhất quán chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức và đặt người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Trong kế hoạch này, giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số thứ hai sau lĩnh vực y tế. Chuyển đổi số trong giáo dục đang hướng đến phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt đề công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, số hóa tài liệu và giáo trình, cũng như xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy. Tất cả nhằm đảm bảo sự tiện lợi và hiệu quả trong việc học tập cả trực tiếp và trực tuyến. Nhân tài đất Việt đã trở thành một giải thưởng uy tín mang tầm quốc gia. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cho biết công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tiếp tục có những bước tiến quan trọng, góp phần vào sự nghiệp giáo dục của đất nước. Chính phủ luôn dành sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập với nhiều quyết sách hiệu quả. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cho biết thêm, thực hiện chủ trương, nghị quyết và chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập cũng như chương trình chuyển đổi số quốc gia, Hội Khuyến học Việt Nam đã khởi xướng giải thưởng nhân tài đất Việt từ năm 2005. Đến nay, giải thưởng đã tồn tại trong 18 năm và trở thành một giải thưởng uy tín mang tầm quốc gia. Trong những năm gần đây, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT, đã tỏ ra là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu, chơi vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. VNPT đã chấp nhận thách thức này bằng việc liên tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp số trong lĩnh vực giáo dục. Hệ sinh thái số của tập đoàn VNPT đã lan rộng tới 63 tỉnh thành trên toàn quốc, phục vụ cho hơn 31.000 cơ sở giáo dục, hơn 800.000 hồ sơ giáo viên và hơn 8 triệu hồ sơ học sinh. Hơn nữa, VNPT đã tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại hơn 15 tỉnh, thành phố. Một trong những ứng dụng di động quan trọng của VNPT là VNEDU Connect, mục tiêu kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh, đã thu hút hơn 5,5 triệu lượt tải về trên cả hai nền tảng Android và iOS. Trong suốt hành trình 18 năm của Giải thưởng Nhân tài đất Việt, nhiều sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục đã được vinh danh. Ví dụ, giải pháp học trực tuyến và thi trực tuyến của AI Việt Nam sử dụng để nâng cao chất lượng đào tạo đã đoạt giải nhất trong Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2007. Hơn nữa, sản phẩm mạng giáo dục Việt Nam VNEDU đã nhận giải khuyến khích của Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2014. Cũng trong năm 2014, sản phẩm bộ sản phẩm ứng dụng công nghệ hạ tầng khóa công khai trên nền tảng di động Mobile PKI đã đoạt giải nhì trong lĩnh vực ứng dụng di động. Giải thưởng Nhân tài đất Việt vẫn tiếp tục tôn vinh tài năng mới. Với chủ đề Kết nối dữ liệu kiến tạo giá trị, Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023 tập trung vào lĩnh vực công nghệ số. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng của giải thưởng, được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo trực tiếp và Tập đoàn VNPT là đối tác tổ chức.